màu đen và đây là màu trắng trong. Mẫu này ban ngày mang chống được tiêu UV nè, ban đêm mình mang đi đường chống được bụi luôn. Màu trắng trong, cái màu cơ bản luôn là màu đen này, cũng là form mắt mèo cho nên là sẽ phù hợp với những chị có mặt tròn, mặt hình tam giác hoặc là mặt hình trái tim.